Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý? Chúng tôi sẽ chuyển ngay đến quý khán giả. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người lao động khó khăn và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ lên kế hoạch tổ chức lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2024. Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 tới đây tại quảng trường quận Bình Thủy. Độc đáo chậu dưa chân Tết, trên cùng một thân cây lại có nhiều loại dưa khác nhau như dưa hoàng kim, dưa lưới, dưa hấu. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người lao động khó khăn tại thành phố Cần Thơ. Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thành phố Cần Thơ, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các hộ nghèo, công nhân lao động. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã luôn dành sự quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn 764 hộ nghèo, tỷ lệ 0,21%, thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của thành phố Cần Thơ về những thành tích đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thủ tướng tin tưởng thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 và thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng lưu ý thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, bày tỏ mong muốn xuân về Tết đến, không ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cũng đề nghị các cấp chính quyền thành phố rà soát lại trên địa bàn các chế độ chính sách của các đối tượng chính sách được hưởng bảo trợ, kịp thời có hỗ trợ, nhất là những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế, những người ốm đau trong dịp Tết này. Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Cần Thơ tiếp tục chung tay chăm lo Tết cho người dân. Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024, Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng thành phố Cần Thơ 10 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và chúc Tết hai gia đình chính sách trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm ông Lê Văn Bường, Lê Văn Lai tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy và bà Lâm Thị Mười tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Ông Lê Văn Bường là cán bộ tiền khởi nghĩa, đã có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Nguyên là Phó Giám đốc Trường Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. Còn bà Lâm Thị Mười, nhập ngũ năm 1955 tại chi bộ xã Mỹ Khánh, tham gia kháng chiến thời kỳ chống Mỹ, là thương binh tỷ lệ 95%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới đến hai gia đình, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến và độc lập tự do cho Tổ quốc. Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong đoàn tiếp tục chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đã đến thăm và tặng 100 phần quà cho công nhân công ty cổ phần đô thị thành phố Cần Thơ, 50 phần quà cho công nhân đang thi công đê kè ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Cần Thơ và thăm chúc Tết tặng 200 phần quà cho cán bộ chiến sĩ thuộc Công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Thủ tướng vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao kết quả về công tác chăm lo chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là cán bộ, nhân viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị. Đồng thời đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của các lực lượng đã góp phần giúp thành phố Cần Thơ sáng xanh, sạch đẹp và an toàn. Thủ tướng cũng bày tỏ Trong sự lớn mạnh của thành phố Cần Thơ, thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng và đặc biệt của các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Nhưng chúng ta không được chủ quan lơ là mà phải luôn luôn đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm sự lãnh chỉ đạo mọi mặt của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng với sự kiên định trung thành với Đảng, với nhân dân của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ. Với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, Thủ tướng tin tưởng lực lượng công nhân, người lao động, cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng vũ trang Cần Thơ sẽ góp thêm sức mạnh giúp thành phố Cần Thơ phát triển như kỳ vọng của Trung ương về thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều qua, Ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương lần thứ 7 đã tổ chức tổng duyệt, đóng góp một số ý kiến hoàn thiện trong chương trình. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ truyền hình trực tiếp chương trình trên sóng của đài vào 8 giờ sáng nay, 5 tháng 2. Xuân Yêu Thương lần thứ 7 năm 2024 được tổ chức tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh Anh Hùng, Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô Anh Hùng và các cựu chiến binh thành phố Cần Thơ. Chương trình Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức. Tại buổi tổng duyệt, ban tổ chức đánh giá cao sự chuẩn bị của các đầu mối thực hiện, đồng thời cũng yêu cầu khâu hậu cần chủ động bám sát chương trình và chuẩn bị chu đáo để chương trình có thể đạt kết quả cao nhất. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong giai đoạn 2021-2025, Bộ đã tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền phân bố tổng số khoảng 5.071 tỷ đồng cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó có các dự án lớn như cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Hậu Giang 3.477 tỷ đồng, dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong khoảng 212 tỷ đồng, dự án xây dựng tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi khoảng 366 tỷ đồng, dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khoảng 250 tỷ đồng, dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi khoảng 440 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách eo hẹp và ưu tiên cho các dự án trọng điểm trên, nên Bộ Giao thông Vận tải hiện chưa thể bố trí vốn để đầu tư tuyến tránh Long Xuyên đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt, chiều dài khoảng 5,3 km như kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, huy động các nguồn lực để triển khai đầu tư khi đủ điều kiện. Lưu lượng người từ các tỉnh thành về miền Tây đã bắt đầu đông đúc. Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại dịp Tết Nguyên Đán, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ bắt đầu triển khai công tác kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã thành lập các tổ kiểm tra về tải trọng, số khách, số ghế, giấy phép kinh doanh, đăng ký đăng kiểm và lộ trình vận chuyển kết hợp với các thủ tục có liên quan như danh sách hành khách, việc niêm yết giá. Các đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông để xử lý các tình trạng lập bến cóc xe dù trên đường, nhất là trên quốc lộ 1, 91B và quốc lộ 80. Thưa quý vị, quốc lộ 1A là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh thành phía Nam với cả nước. Tuy nhiên, đây cũng là tuyến đường có số vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều nhất. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường kiểm tra trên quốc lộ 1A để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024, Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ đã tổ chức cao điểm kiểm tra từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A trong dịp Tết này. Một buổi kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A gồm các lực lượng như cảnh sát giao thông thành phố, cảnh sát cơ động. Tổ này sẽ kiểm tra các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A và ngay sau đó sẽ có các tổ khác luân phiên theo các khung thời gian từ 6 giờ đến 12 giờ, từ 13 giờ đến 22 giờ, 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến quốc lộ 1 có chiều dài hơn 11 km, xây dựng kế hoạch phân công cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24, tuần tra xử lý trọng điểm các lỗi trong chuyên đề, đặc biệt nhất là xử lý về các hành vi vi phạm của xe tải, xe khách, chú trọng xử lý nghiêm các lỗi về tốc độ, nồng độ cồn, cơi nới và chở quá tải trọng. Quốc lộ 1A đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài gần 12 km, giáp ranh hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang. Do đây là tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh thành trong cả nước, nên mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc nhất là dịp trước, trong và sau Tết. Thực hiện kế hoạch cao điểm số 70 của Tổng cục Cảnh sát Giao thông về đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên quốc lộ 1A, Cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này. Tập trung cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái ý thức của người dân tham gia giao thông, tập trung cái tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm hành chính đối với các cái lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tăng cường cái công tác phòng chống cái tội phạm lợi dụng các cái tuyến giao thông để hoạt động. 4 lỗi chính được lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra trên quốc lộ 1, đó là kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra tải trọng, kiểm tra tốc độ và kiểm tra bằng cấp, đăng kiểm, đăng ký theo quy định. Bình quân mỗi ngày, các tổ kiểm tra đã dừng gần 300 phương tiện, lập biên bản xử lý gần 100 trường hợp. Ngoài việc thực hiện việc xử lý hành chính thông thường, lần này cảnh sát giao thông còn áp dụng công nghệ thông tin thông qua việc quét mã QR trên căn cước công dân có gắn chip đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông. Thấy các đồng chí cảnh sát giao thông có lập chốt kiểm tra nồng độ cồn hay là bắn tốc độ này kia về các thứ, thì em thấy cái nếu mà lập chốt như vậy thì sẽ đảm bảo được cái vấn đề là về cái hạn chế được cái nồng độ cồn cho người dân khi tham gia giao thông, thì cái mức tai nạn xảy ra thì nó sẽ giảm lại rất nhiều. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đua xe trái phép, bến cóc xe dù đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn trong dịp Tết trên địa bàn thành phố. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 tới đây, nhằm từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy. Thông tin theo kế hoạch tổ chức lễ hội do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành. Dự kiến lễ hội có 200 đến 250 gian hàng, bao gồm gian hàng bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng đặc sản vùng miền. Tham gia lễ hội là các nghệ nhân bánh dân gian, ẩm thực đã được công nhận, chứng nhận tại các sự kiện lễ hội được tổ chức tại các tỉnh thành, các chủ thể cơ sở sản xuất quà tặng, đặc sản vùng miền. Lễ hội có các hoạt động lễ khai mạc, lễ dân bánh nhân Dỗ Tổ Hùng Vương, hội thi bánh dân gian, khu trưng bày các loại bánh dân gian, khu nghệ nhân trình diễn, tổ chức các gian hàng và trang trí không gian lễ bế mạc. Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan lễ hội. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát cảnh báo về 5 chiêu lừa đảo trực tuyến có khả năng được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 5 chiêu lừa phổ biến gồm lừa đảo mua vé máy bay, du lịch giá rẻ dịp lễ Tết, lừa đảo việc làm thêm trên mạng xã hội, giả danh công an, luật sư, hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền đã mất, lừa đảo vay tiền qua app tín dụng đen và lừa nhận quà trúng thưởng. Người dân nên cảnh giác trước các quảng cáo giá siêu rẻ và ưu đãi lớn. Khi có nhu cầu mua vé máy bay nên đặt trực tiếp qua website chính hãng của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài. Cạnh đó, cẩn trọng với các lời giới thiệu việc làm trên mạng xã hội, cần tìm hiểu kỹ, không nên quá tin tưởng vào những đề nghị hấp dẫn. Công việc dễ dàng, không quan trọng trình độ hay kỹ năng. Ngoài ra, không truy cập vào các đường link lạ hoặc tải các ứng dụng lạ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng nào qua mọi hình thức. Theo Hội đồng vàng thế giới WGC, nhu cầu tiêu dùng vàng của người dân Việt Nam giảm nhẹ khoảng 6%, từ gần 60 tấn trong năm 2022 xuống còn hơn 55 tấn trong năm 2023. Vàng miếng và vàng xu đã có mức giảm nhẹ 2% trong năm 2023 so với cùng kỳ ở mức 40 tấn. Ngoài ra có sự suy giảm đáng kể về nhu cầu vàng trang sức, giảm 16% xuống còn 15 tấn. Sự suy giảm này được thể hiện bằng 4 quý liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm trước do tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát tương đối cao trong khu vực. Trong khi đó, sản lượng khai thác vàng tương đối ổn định vào năm 2023, tăng 1%. Vàng tái chế tăng 9%, thấp hơn dự kiến do giá vàng cao và đẩy tổng nguồn cung tăng 3%. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi được ghi nhận tăng nhẹ so với vài ngày trước đó, dao động trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng một ký. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 57.000 đồng một ký được ghi nhận tại Đồng Nai, Bình Dương, mức giá thấp nhất khu vực 52.000 đồng một ký được ghi nhận tại Bến Tre. Giá heo hơi nhích nhẹ vào giáp Tết chủ yếu cho nhu cầu tiêu thụ tăng và thông tin về việc chính phủ yêu cầu siết chặt tình trạng heo nhập lậu với giá thấp. Tuy vậy, với thực tế, tình hình nguồn cung còn tương đối ổn định, trong khi nhu cầu còn thấp, Nhiều chuyên gia cho rằng giá heo hơi trong quý 1 năm nay khả năng vẫn duy trì ở mức thấp với phổ biến 53 đến 60.000 đồng ký tùy loại. Trong hôm qua, phóng viên thời sự khảo sát tại một số chợ truyền thống tại các huyện ngoại thành cho thấy sức mua của người tiêu dùng vẫn chưa nhiều. Một phần là do hàng hóa kém phong phú và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nên chia bớt lượng khách ở các chợ truyền thống, ghi nhận tại huyện Phong Điền. Sáng sớm ngày 25 Tết, nhưng chợ Phong Điền khá vắng khách. Mọi người đến chợ chủ yếu mua các loại thực phẩm ăn hàng ngày và các loại áo quần có giá rẻ. Việc kinh doanh chủ yếu là thuận mua vừa bán, không niêm yết giá, hàng hóa không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, nên người tiêu dùng ít đến chợ mà vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Bởi thế, Ban Quản lý chợ Phong Điền cho biết chỉ có 137 lô sạp đang kinh doanh, số đóng cửa là 40 lô sạp. Các lô bán dưa hấu qua Tết thời vụ cũng kém phần nhộn nhịp và đắt gấp 3 lần so với ngày thường và gấp 2 lần so với giá ở các địa phương khác. Thấy cũng heo quá, bán thì cũng đai gai vậy đó, chứ không thấy, chưa thấy sung hung. Và để chắc cũng vài bữa coi làm sao, chứ giờ thấy nó cũng hơi chậm vậy đó. Trái ngược với chợ truyền thống, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi lại ăn nên làm ra vào những ngày cuối năm. Siêu thị Hiếu Linh đã thực hiện chương trình mua hàng, xổ số bốc thăm trúng thưởng vàng cho đến ngày 25 Tết thì kết thúc, nên đã thu hút khách đến mua sắm. Ở đây thì bán thì thấy doanh số nó lại tăng, tại vì do là cái nhu cầu năm nay người ta không có dám dự trữ nhiều, tại vì người ta thấy kinh tế đi xuống, người ta không có dám dự trữ nhiều. Nhưng mà ở đây thì tụi em lại là mặt hàng phong phú, thì em cảm thấy nó tăng khoảng 20% so với mọi năm. Các siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Phong Điền cho biết sẽ bán xuyên Tết Giáp Thìn 2024, chỉ tạm đóng cửa vài giờ vào ngày 30 Tết để dọn dẹp vệ sinh. Do đó, người dân ở địa phương nên an tâm về lượng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của gia đình, tránh tình trạng quá vội vã gấp gáp mua hàng, vừa tốn thêm tiền, lại không đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành phố Cần Thơ hiện có đàn gia cầm khoảng 2.100.000 con, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố. Qua hơn một tháng triển khai thực hiện tiêm phòng vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, Cần Thơ đã có gần 170.000 con gia cầm được tiêm phòng. Theo kế hoạch, Cần Thơ tiến hành tổ chức tiêm vaccine phòng cúm gia cầm, phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm theo hướng dẫn của Cục Thú y, đảm bảo tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Đàn gia cầm được tiêm phòng đủ liều lượng và đúng thời điểm, giúp giảm tỷ lệ lưu hành virus cúm AH5N1, H5N6, H5N8 trên đàn gia cầm. Thời gian tiến hành tiêm vaccine dự kiến 3 đợt, đợt 1 từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, đợt 2 từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024 và đợt 3 từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Qua hơn 2 năm hoạt động, hệ thống thu gom tự động rác nổi Interceptor trên sông Cần Thơ đã thu gom hơn 172 tấn rác thải. Hệ thống thuộc dự án thu gom tự động rác nổi trên sông tại thành phố Cần Thơ do Tổ chức Làm sạch biển TOC của Hà Lan viện trợ không hoàn lại. Tháng 12 năm 2021, TOC thực hiện thí điểm hệ thống thu gom tự động rác nổi Interceptor trên sông Cần Thơ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và hoạt động đến nay. Interceptor giống như một chiếc phà nhỏ, công nghệ thu gom của hệ thống này chủ yếu là nhờ sức đẩy của dòng chảy đưa rác men theo lưới chắn rác đến băng chuyền bên trong hệ thống, sau đó được đưa đến 6 thùng chứa rác đặt trên xà lan. Năng lượng vận hành hệ thống hoàn toàn là năng lượng mặt trời. Hiện thành phố Cần Thơ đang phối hợp với TOC hoàn chỉnh lại bản dự thảo thỏa thuận hợp tác mới để tiếp tục mở rộng phát triển dự án tại các đoạn sông khác trên địa bàn thành phố. Quý khán giả thân mến, ngày Tết cùng với những chậu hoa tươi rực rỡ khoe sắc được nhiều người lựa chọn trang trí trong không gian ngôi nhà hoặc làm quà biếu tặng thì hoa dải, hoa xốp vẫn luôn có sức hút riêng với độ bền và để trưng được lâu dài. Làm nên một bình hoa xốp thì đòi hỏi sự khéo léo và quan trọng là sao cho bố cục bình hoa lá phải thật hài hòa cân đối và bắt mắt người xem. Những chậu hoa này đã được khách hàng đặt mua dịp Tết Giáp Thìn năm nay. Đa dạng các chậu hoa lan, hoa cúc, đào đông, hoa hồng rực rỡ, được chị Diễm tạo dáng. Năm nay nhiều người lựa chọn qua chất liệu cao su non vì màu sắc đẹp, bền, đường nét tự nhiên như qua thật. Hai shop này thì mình giữ cái form dáng của nó được lâu. Mình để lâu năm nó cũng không có bị mất cái dáng của hoa, thì mình trưng hoặc là mình vận chuyển đi xa thì nó cũng rất là tiện lợi. Tiệm hoa Sông Anh được chị Nguyễn Thúy Diễm mở bán tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng hơn 7 năm nay. Từ những nguyên liệu rời thế này, chị lên ý tưởng thiết kế, tạo dáng cho hoa và sắp đặt tổng thể bố cục bình hoa. Tùy theo xu hướng và nhu cầu của khách hàng mà mỗi bình hoa sẽ được thiết kế theo phong cách riêng, đa dạng mẫu mã, sao cho hài hòa, tạo được điểm nhấn và bình hoa tự nhiên nhất. Vào trong một cái chậu thì nhiều khi là vừa hoa, vừa lá, vừa cỏ điểm này kia nữa, thì mình phải phối cho nó đa dạng để cho mình thấy là cái bình hoa nó sinh động và nó giống như thật nhất có thể. Hiện đại, thứ hai nữa là nó gần gũi với tự nhiên. Em mua hoa những dịp lễ, những dịp Tết, thiết kế của nó rất là đa dạng, phong phú, màu sắc thì rất là bắt mắt. Đa dạng về những kiểu mẫu, bắt kịp xu hướng, cái thời đại, mấy cái mà giới trẻ bây giờ nó thích đó, với lại là người lớn tuổi người ta cũng thích mấy cái kiểu giống như vậy. Cái họa tiết nổi lên, nhìn nó rất là sâu, sống động và lạ. Mỗi chậu hoa ở đây có giá từ 200.000 đồng trở lên. Người mua yêu thích vì trưng lâu dài, lại không phải tốn công chăm sóc mà vẫn có chậu hoa rực rỡ trong nhà ngày Tết. Chị Như Anh à, ngày Tết thì nhà mình thường có hay trưng các loại trái cây mà khắc chữ hay là tạo hình rồi vẽ chữ hay là tạo những cái biểu tượng may mắn không ạ? Có chứ Việt Nam. Thường thì nhà của Như Anh thường chọn những cái trái bưởi mà có vẽ chữ tài nè, lộc phúc hoặc là dưa hấu hình thỏi vàng để trưng trên bàn thờ, cầu mong bình an may mắn trong năm mới nữa. Thông thường thì những sản phẩm là những trái tạo hình cắt ra để trưng. Thế nhưng năm nay thì chúng ta có thể trưng cả một chậu dưa có thân lá tươi tốt. Và đặc biệt là trên cùng một thân cây lại có nhiều loại dưa khác nhau như là dưa hoàng kim, dưa lưới và dưa hấu luôn nha. Nghe thật là lạ và hấp dẫn đó Việt Nam. Vâng ạ. Đây là một nghiên cứu do nhóm tác giả của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba, nguyên giảng viên cao cấp trường Đại học Cần Thơ thực hiện. Và ngay bây giờ thì Việt Nam mời chị Như Anh và quý thính giả cùng tìm hiểu. Áp dụng kỹ thuật ghép cành, cây dưa hấu, dưa lưới và dưa hoàng kim được ghép lên gốc mướp, có thể giảm chiều dài thân chính, giảm chiều cao chậu cây, giảm kích thước chậu giá thể, tăng khối lượng trái, tăng tuổi thọ của cây, duy trì bộ lá xanh trên cây lâu và đạt tỷ lệ sống sau ghép cao. Chính vì vậy, trên cùng một cây có thể cho 3 loại trái khác nhau. Cái gốc này chỉ là một cây mướp, nhưng mà lên trên đó là mình ngắt cái đọt để nó đâm ra nhiều chồi. Thì mỗi một chồi là mình ghép một cây dưa. Do vậy thí dụ như cái cây này là đang là có là 5 trái, thì như vậy á, là trên đây là có 3 loại dưa, là trái dưa hấu nè, màu vàng đậm nè, rồi cái tới trái dưa hoàng kim là cái màu nó trung bình đó, rồi cái tới trái dưa lưới là cái màu nó vàng nhạt hơn. Các sản phẩm đã được tạo ra là trái dưa hoàng kim và dưa hấu có hình vuông, trái tim và đồng tiền vàng, chữ nổi, bông hoa nổi và hình nổi trên bề mặt vỏ trái. Riêng trong dịp Tết năm nay, tác giả chỉ tạo hình 2 dạng trái vuông và trái tròn theo quan niệm dân gian ngày Tết. Mình thấy là ngày Tết thì theo cái phong tục cổ truyền đó miền Bắc thì người ta có cúng ở trên bàn thờ tổ tiên đó là bánh chưng, bánh dày. Thì như vậy là một cái dạng hình tròn, cái dạng hình vuông. Đó thì vuông với tròn là ý nghĩa thiêng liêng của trời và đất. Trời là cái dạng tròn, vuông đó là tượng trưng cho đất. Thì như vậy á, là nó biểu tượng cho cái sự may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Thường thường á, thí dụ như đi thăm bà bầu đó ha, sắp sanh thì người ta chúc là mẹ tròn con vuông, là cái ý nghĩa tốt đẹp. Một ưu điểm khác của sản phẩm này là cây dưa giữ được bộ lá xanh tươi sung mãn qua 2 tuần Tết. Qua đó giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn sản phẩm trang trí, cầu mong may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho ngày Tết. Hiện nay sản phẩm đã được nhiều khách hàng đặt mua. Với đề tài nghiên cứu cũng đã đạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ năm 2022-2023. Nhóm tác giả cũng định hướng mở rộng mô hình chuyển giao cho bà con nông dân và các đơn vị sản xuất dưa, ứng dụng công nghệ cao trồng nhà màng. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình 12 giờ trưa nay.